Các con thân mến, các tiết toán trước, các con đã được luyện tập về phép tính cộng trừ nhân chia phân số và các dạng bài tập có phân số. Hôm nay, để rèn luyện thêm về các phép tính cộng trừ nhân chia phân số, thì cô và các con cùng đến với tiết toán hôm nay qua bài luyện tập chung. Cô có bài số 1. 2/3 cộng 4/5. Bây giờ các con hãy thử tính ngoài nhát cho cô xem nào. Rồi bây giờ các con hãy xem kết quả của các con có giống cô hay không nha. Ở đây chúng ta thấy mẫu số của hai phân số này khác nhau. Vậy để thực hiện phép tính hai phân số này thì cô sẽ huy động mẫu số của hai phân số. Cô sẽ ra được là 10/15 cộng 12/15. Và sau đó cô sẽ giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số lại với nhau. Cô sẽ ra được kết quả là 22/15. À, các con đã ra đáp án đúng như cô chưa nào? Rồi cô có bài tiếp theo. 5/12 cộng 1/6. Bây giờ các con hãy thử tính ngoài nhát cho cô nhé. Bây giờ các con hãy xem bài toán của cô. 5/12 cộng 1/6. Ở đây các con thấy ta có thể lấy mẫu số chung là 12. Vậy thì cô sẽ giữ nguyên 5/12 và cô huy động 1/6, cô sẽ được là 2/12. Và cô sẽ giữ nguyên mẫu số cộng hai tử số lại với nhau, cô ra được kết quả là 7/12. Nếu nãy giờ các con ra được kết quả giống như cô thì cô xin chúc mừng các con. Bây giờ bạn nào hãy cho cô biết muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào? Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta huy động mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó. Các con hãy nắm rõ nhé. Tiếp theo, để luyện tập cho các con về phép trừ phân số, cô và các con cùng đến với bài số 2. Tính 23/5 trừ 11/3. Bây giờ các con hãy thử tính nhát cho cô đi nào. Rồi bây giờ các con hãy xem kết quả của các con có giống cô không nha. Ở đây chúng ta cũng thấy hai mẫu số này khác nhau. Vậy muốn thực hiện phép tính trừ hai phân số này thì chúng ta phải huy động mẫu số của hai phân số. Sau khi huy động, cô sẽ được 69/15 trừ 55/15. Vậy cô sẽ bằng 14/15. Các con nãy giờ kết quả giống như cô chưa? Nếu đúng rồi, cô xin chúc mừng các con. Và chúng ta cùng đến với bài tiếp theo. 3/7 trừ 1/14. Bây giờ các con hãy thực hiện phép tính cho cô đi nào. Ở phép tính này các con thấy chúng ta có thể lấy mẫu số chung là 14. Và cô sẽ huy động 3/17 và cô giữ nguyên 1/14. Cô sẽ được 6/14 trừ 1/14. Và cô sẽ ra kết quả được là bằng 5/14. Các con có ra được kết quả giống như cô không?
Nếu kết quả của các con giống như cô thì cô xin chúc mừng tất cả các con. Vậy bây giờ bạn nào cũng cho cô biết muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào? À, muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta huy động mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó. À, chúng ta đã vừa luyện tập lại về phần cách trừ phân số, và để tiếp theo chúng ta rèn luyện thêm về cách nhân phân số thì cô và các con cùng đến với bài số 3. Tính 3/4 nhân 5/6. Bây giờ các con hãy tính cho cô đi nào. À, vậy muốn nhân hai phân số này, chúng ta sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, và cô sẽ ra được kết quả là 15/24. Và các con thấy 15/24 chúng ta có thể rút gọn được từ 15 và 24 đều chia hết cho 3. Vậy cô sẽ rút gọn được bằng 5/8. À, các con đã ra được kết quả giống như cô chưa nào? À, nếu đúng rồi, cô xin chúc mừng tất cả các con. Và bài tiếp theo, 4/5 x 13. Các con hãy thử tính cho cô đi nào. À, thì ở đây chúng ta thấy 4/5 x 13, thì 13 này chính là 13/1. Vậy thì cô sẽ lấy 4 x 13/5, và cô sẽ ra được kết quả là 52/5. À, các con đã ra được kết quả giống như cô chưa? Nếu đúng rồi, cô xin chúc mừng các con. Và bạn nào hãy cho cô biết muốn nhân hai phân số ta làm thế nào? À, cô nhắc lại, muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Các con đã nhớ chưa nào? À, và còn một phép tính quan trọng nữa mà chúng ta cần ôn tập, đó là phép chia phân số. Thì bài số 4 này chúng ta cùng rèn luyện về phép chia phân số. Cô có bài sau đây: 8/5 x 1/3. Bây giờ các con hãy thử tính nhát cho cô đi nào. Rồi các con hãy cùng nhau dò xem kết quả của các con có giống như của cô không. Thì ở đây muốn thực hiện phép tính chia phân số, ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đã ngược. Và ở đây 3/1 chính là phân số đảo ngược của 1/3. Vậy ta đã có phép tính nhân ở đây. Thì cô sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, cô sẽ ra được là 24/5. Các con có ra kết quả giống như cô không? Nếu các con ra được kết quả giống cô xin chúc mừng tất cả các con. Và chúng ta cùng tiếp tục đến với bài tiếp theo. 3/7 x 2. Các con hãy thử tính nhát cho cô đi nào. Rồi bây giờ các con hãy xem kết quả của các con có giống với kết quả của cô không nha. 3/7 x 2 có nghĩa là 3/7 x 2/1. Vậy thì muốn thực hiện phép chia hai phân số này thì cô sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Thì ở đây 1/2 chính là phân số đảo ngược của 2/1. Vậy cô sẽ ra được kết quả là 3/14. À, kết quả của các con có giống như cô không nào?
Nếu giống, cô xin chúc mừng tất cả các con. Và bây giờ, các con hãy cho cô biết, muốn chia hai con số, ta làm thế nào? Muốn chia hai con số, ta lấy con số thứ nhất nhân với con số thứ hai đảo ngược. Các con đã nắm chưa nào? Nếu từ nãy đến giờ các bài tập của các con đều ra kết quả đúng giống như cô, thì cô xin chúc mừng tất cả các con và các con đã nắm bài rất là tốt. Bây giờ các con hãy ôn lại cho cô thật kỹ về các quy tắc cộng trừ nhân chia phân số để chúng ta có thể làm bài tập tốt hơn. Và các con hãy thực hiện cho cô bộ câu hỏi và phiếu bài tập thật là tốt và tính toán thật là cẩn thận. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Cô xin chào tất cả các con và chúc các con